thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em. Chia rẽ đôi ta em biết làm sao, mùi tóc làn môi và thư tình anh xin gửi lại em và tất cả cuộc vui anh. Dạ vâng, em Doanh Nhau Điêu xin được mến chào tất cả các chú các bác và các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Và hôm nay em xin được giới thiệu cho mọi người một bộ dàn nghe nhạc tới từ thương hiệu của Aiwa, hàng nội địa Nhật. Và bây em xin cam kết là hàng nguyên sinh nguyên bản mọi người nhá. Vâng, về thiết kế thì bộ dàn được thiết kế với hai loa, mỗi loa gồm hai đường tiếng. Và loa thì thiết kế là có cái lưới này nó gắn liền mọi người nhá, nên là em cũng không tiện tháo ra nữa, tháo ra tự nó lại rất vỡ nó xấu đi. Cái ưu điểm là bảo vệ an toàn nhá, tuyệt đối cho loa bên trong này. Đó, lưới thì đang còn đẹp nhá, đang đẹp, không có tách lưới. Hai đường tiếng, đây là lỗ thông hơi bên dưới này, thiết kế cách điệu rất là đẹp nhá, thiết kế rất là góc cạnh. Đó, rất là âm ly mọi người nhá, rất là âm ly. Đấy, tổng thể hình thức thì mọi người nhìn qua video hộ em nhá. Cái độ mới của bộ này thì tầm khoảng 80% trở lên. Loa máy đẹp. Đó, rất là đẹp hình thức. Về chức năng thì bộ này chạy điện thoại, TV, máy tính, đĩa CD và đài radio nhá. Tức là hiện tại là chạy 3 tính năng. Còn một tính năng cassette nữa ở dưới cùng đây thì bị mục dây cu loa. Mục dây cu loa nhá. Dây chun lâu ngày mục dây nhá. Anh chị em nào chơi thì thêm tiền để em mua đồ em làm nhá. Còn bình thường em bán giá là không có liên quan đến cái này. Thế đấy, vì bây giờ cũng ít người nghe nên là chủ yếu là để trưng bày vậy cho có thôi. Còn ai mà còn băng mà chơi thì thêm một chút kinh phí em sẽ mua đồ em thay vào nhá. Để nói rất là chi tiết. Và tính năng đầu tiên là nghe điện thoại thì với máy tính thì mọi người bấm cho em nút video và chéo AUX nhá. Bấm nút này thì màn hình sẽ hiện chữ video như vậy. Chúng ta cắm jack chúng ta nghe. Jack thì cắm phía sau kia nhá. Cắm phía sau. Để lan quay phía sau. Tính năng thứ hai là đài radio. Radio thì bộ này full 108 tần số. Nên là chúng ta nghe đài là gần như bắt được đủ kênh của Việt Nam. VOV1, VOV2 rất nhiều kênh. Đấy, 3-4 kênh gì đấy nhá. Đây, đài thì bấm sang cho em nút tuner đấy nhá. Tuner. Em để sẵn kênh rồi, 103.5 là kênh này là kênh của đài VOV2, đài tiếng nói Việt Nam. Đấy, mời mọi người cùng nghe thử nhá. Nó rất là nét. Nó không có sôi ù gì đâu. Nét căng luôn. Dạ vâng, và quý vị hãy chia sẻ bình luận cho chúng tôi vào chiều thứ 2 và chiều thứ 5 qua số điện thoại 084-516-0913. Còn sau đây chúng ta cùng nghe bài hát Tuồng Mẹ Quê. Đó, lời của giọng giả Trần Thị Hằng do nghệ sĩ chú Vương Minh Tâm trình bày. Quê nghèo nuôi lớn không ta, ngoài kia phố thị hồn mà nhớ ngày thơ ấu đông xa, mẹ ra vớt hết nắng vàng về hông. Đó, đó là phần âm của phần đài, nó như thế mọi người nhá. Các cô bác chị em ai chơi đài chắc là hiểu về cái chất âm của đài, nó rất là mộc mạc như vậy. Tính năng thứ ba đó là đấy CD nhá. CD bấm sang cho em nút CD bên này này. Đó, chúng ta cho đĩa ra bằng cách là ấn nút open gạch chéo close nhá. Em hướng dẫn vừa giới thiệu bán mà vừa hướng dẫn luôn đấy. Open close nhá, chúng ta cho đĩa vào này, cho đĩa vào xong chúng ta ấn cho nó chạy vào thôi, ấn nhẹ cái nó tự chạy vào nhá. Đợi một tí cho nó quay đĩa đấy, mọi đợi vài giây nhá. Rồi, báo 10 bài này, 47 phút 52 giây. Thì bấm cho em nút tam giác này này. Tam giác là play đó. Rồi, mời mọi người nghe thử nhá. Thank you.
rất là hay mọi người nhá. Đó, đĩa đọc rất là mượt mà, trơn tru, không có vấp váp gì cả. Cái âm thanh này nghe nhạc vàng thì khỏi phải bàn rồi, rất là tuyệt vời. Đấy, còn đĩa nhá. Đang đảo cái đĩa bên trong nó tìm đĩa. Đây, lấy đĩa ra nhá. Cho đĩa vào. Ấn cái nó vào, mọi người cho nó ra hết này. Nó quay đây. Nó tự vào. Đây, chuyển qua AUX này. Rồi, em đo kích thước nhá. Đây, bộ này có tổng chiều rộng là 70. Cao 35, rộng 70, cao 35 và sâu là 33. Đó là về phần kích thước. Đây, em quay mặt sau nhá. Thùng vách loa này bằng gỗ mọi người nhá, thùng bằng gỗ. Đây là mặt sau. Đây dây loa mọi người để ý cho em là có màu đỏ, màu đen và màu trắng, sọc trắng nhá. Thì mọi người cắm cho em cái sọc trắng là cắm màu dây dương là đỏ này. Còn dây đen thì cắm màu đen nhá. Chúng ta gạt ra cho dây vào. Và nhớ là phải đóng lại để nó tiếp xúc dây nhá mọi người nhá. Chỗ này là dây anten này, em cắm thêm một đoạn dây để bắt sóng anten. Chỉ một đoạn dây này thôi. Và khi gửi thì em vẫn có kèm đầy đủ nhá, em gắn đầy đủ luôn cho mọi người rồi. Bộ nào nghe đài thì em gắn sẵn luôn. Đây là jack 3.5 để nghe điện thoại, TV, máy tính. Rồi. Đấy, loa máy thì đẹp mới nhá, loa máy thùng vách mọi người nhìn đẹp nhá. Đó, loa máy đây. Đó, loa máy đây. Rất nhẹ, tóc tóc tí thôi. Rồi, xịt sơn này đây. Và cuối cùng là giá cả thì em để công khai phần bình luận và phần tiêu đề. Em muốn bán công khai rõ ràng, ai cảm thấy hợp túi tiền thì chúng ta giao lưu. Đấy, đỡ mất thời gian của anh chị em hỏi thăm giá nữa nhá. Đấy, và có nhu cầu mua thì liên hệ với em qua Zalo, số điện thoại là 0976592986, em doanh nhau đi ô. Và cũng rất là mong mọi người cho em xin một lượt đăng ký kênh nhá, cái bấm nút màu đỏ bên dưới. Em xin cảm ơn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.